Dạ em Hiếu xe đạp Nhật Bản chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Hôm nay em lên cho các bạn hai con xe rất là đẹp nha các bạn. Đó, hai con xe hai màu cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Và cái độ mới của hai con xe này phải gọi là siêu đỉnh luôn các bạn. Đó, hôm qua thì em quay mấy con các bạn. Đây hôm qua em quay mấy chiếc nè, mấy chiếc để bên đây. Em chuẩn bị đóng xe để giao cho khách luôn nè bạn ơi. Đó, em chuẩn bị đóng xe để giao cho khách. Hết rồi nha các bạn. Rồi tiếp tục là có hai con xe này. Các bạn nào quan tâm chi tiết, các bạn nào hợp size thì mua ủng hộ em Hiếu ha. Đó, em quay chi tiết, em sẽ báo size và báo giá chi tiết từng từng bộ phận trên xe luôn nha các bạn ơi. Đó. Rồi trước khi vào nội dung chính, em cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe ha bạn. Một ngày làm việc thành công các bạn ha. Đây, em chết nèo size 50 các bạn ha. Ngang của em nó ngang 54, cái này các bạn phải từ 1m65 tới 1m75 các bạn chạy con này mới được ha. Nó là size M các bạn ơi, nó là size M ha. Đó, đây, bao tay nè, rất là đẹp nha các bạn ha. Đó, em này sử dụng một bộ tay bấm xả Shimano Antus đi 3 dĩa 9 clip các bạn ha. Nó là Antus đời mới đi 3 dĩa 9 clip các bạn ha. Đây, tay lái Bontrager nè. Đó, tay bấm xả nè, tay lái Bontrager nè. Đây, cái bô tăng Bontrager luôn nè các bạn. Bô tăng Bontrager luôn nha. Đó, thấy không? Cái này là do chủ bên Nhật ta gắn cái đèn ngay đây nè. Nên ở đây hơi đen các bạn. Nó gắn cái đèn ngay đây. Em giao xe cho bạn, em vẫn tặng cho bạn cái đèn thì các bạn vẫn phải gắn ở đây thôi nha. Đó, gắn cái đèn ngay đây. Đó. Đây, bô tăng Bontrager ha. Toàn bộ đồ Bontrager hết. Đó, em chết này em màu đỏ ha các bạn. Màu đỏ này kêu đỏ mận đó các bạn, màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, mã của em chết này là 7.4 các bạn ha. Khung nhôm, đó, khung nhôm càng em nói là càng carbon ha. Khung nhôm càng carbon các bạn ơi. Đây. Đó. Đây em nói hơi bị xước xước cái đây ha. Đó, nguyên con xe chỉ bị xước cái đây một tí thôi các bạn ha. Đó. Càng thắng của em nó nè, rất là đẹp các bạn. Thì vỏ em nó là vỏ Bontrager các bạn ha. Đây vỏ Bontrager, niền cũng là niền Bontrager luôn. Nó 8 inox sơn kính điện. Đó, đùm cũng là đùm theo xe luôn ha các bạn. Đó, em xe màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Coi cái càng nè. Bạn thấy không? Con xe cực kỳ đẹp luôn nha các bạn ha. Đây. Nhìn con xe bóng lửa luôn các bạn. Đó, có một vài vết chạy xước này chạy như cái đầu tâm thôi các bạn ơi. Đó. Con xe cực kỳ là đẹp các bạn ơi. Yên của em nó là yên Bontrager luôn nha, theo xe luôn nha các bạn ơi. Đó. Đây, theo xe hết luôn nha các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Vỏ em này là vỏ trước, vỏ trước vỏ sau đều là 732C các bạn. 732C, vỏ Bontrager ha. Vỏ này còn chạy rất là êm các bạn ha. Niền Bontrager nè. Đó, tâm inox sơn tĩnh điện. Đó, lâu rồi mới về con chết các bạn. Lâu rồi mới có con chết đẹp ha các bạn. Đây. Khung sườn của em nó là khỏi chơi luôn các bạn. Khung sườn khỏi chơi luôn ha. Em này sử dụng 9 clip, cái sàn clip Shimano Antus tay dài đời mới sử dụng được 9 clip ha. Dây sơn này zin theo xe luôn nè. Đó, cái sàn dĩa là Shimano Acera, dò dĩa Shimano các bạn thấy không? Ba dĩa các bạn ha. Ba dĩa ha, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, con xe cực kỳ là đẹp nha các bạn ha. Đó, dòng FX series các bạn ha. Đó, con xe rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn coi sườn của em nó nè. Nó zin mà nó đẹp ghê các bạn ơi. Đó, con xe màu đỏ các bạn. Đây, màu đỏ ha. Các bạn từ m65 tới m75 các bạn chạy con này. Nó rất đẹp. Con chết lâu rồi mới có con chết đẹp như vậy các bạn. Lâu rồi mới về một con chết đẹp như vậy ha. Đây các bạn ơi. Đó, càng trước của em nó nè. Các bạn thấy không? Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đó, hôm nay phải tiếp hai con rất là đẹp cho các bạn, phục vụ các bạn. Em Hiếu lúc nào cũng cố gắng tìm những con xe đẹp nhất có thể để về phục vụ các bạn ha. Dò dĩa Shimano ha. Đó, các bạn coi chậm chậm chi tiết, em quay rất là rõ các bạn. Nhiều khi các bạn kêu em chụp hình á, chụp hình không bao giờ rõ bằng mà quay chi tiết vậy đâu các bạn ơi. Quay cận cảnh vô chiếc xe này, chi tiết cận cảnh vô chiếc xe này mới thấy được rõ hết chiếc xe nha các bạn. Chân chống nhôm ha. Bạn thấy không? Nhìn theo xe ha. Đó, dòng FX series các bạn. Đây là cái tem an ninh của Nhật đây ha. Tem an ninh. Đó, mã QR mã vạch đầy đủ ha bạn. Đó. Dĩa Shimano. Con chết rất là đẹp các bạn. Con xe đẹp lắm nha các bạn ha.
đó, 7.4, con xe cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Nói trên cái khung sườn của em nó các bạn, em quay chi tiết nãy giờ các bạn cũng đã thấy rồi, cái khung sườn của em nó cực kỳ là đẹp. Con này em xin báo lại là các bạn từ mét 65 tới mét 75 các bạn chạy con này mới được nha. Đó, đẹp không các bạn? Rồi con chết này em để cho các bạn là 9.600.000 các bạn, 9.600.000 ha. Nó giá này giá em bao ship các bạn ơi. Đó, giá em bao ship nha, và em gửi kèm cho các bạn bộ đèn gọng bình nước ha bạn. Đó, 9.600.000 em bao ship. Các bạn nào quan tâm chiếc xe này alo cho em 0975 158 377. Đó cũng là số Zalo của em Hiếu luôn nha các bạn ha. Đó rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc Canon đeo nha các bạn. Rồi con chết này em đã quay chi tiết rất rõ, các bạn nào coi chưa rõ các bạn hãy tua video lại các bạn xem lại ha, con chết này rất là đẹp. Rồi tiếp theo là con Canon đeo đó, hôm nay em lên hai con đều của Mỹ hết nha các bạn ha, hai con của Mỹ hết đó. Con Canon đeo nè, siêu đẹp các bạn, màu vàng các bạn ơi, nó lâu rồi mới có xe màu vàng ha. Màu này màu Lamborghini nữa các bạn, em đo size nè, size này size 51 các bạn ha, ngang đây đó, ngang 51 luôn các bạn đó. Con Canon đeo này nó làm xe đứng xe ngang là bằng nhau, các bạn tưởng mét 6 tới mét 7 các bạn chạy con này được rồi đó, tưởng mét 6 tới mét 7 các bạn chạy con này ha. Canon đeo hả bạn, đây đi tay lắc hả bạn ha. Đó, đây đi bộ tay lắc Shimano Sora các bạn, Shimano Sora ha, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó, dây quấn nè rất là êm luôn các bạn ha. Tay lái nè, bô tăng đều của Canon đeo hết nha các bạn, tay lái bô tăng đều của Canon đeo. Đó, sử dụng tay lắc Shimano Sora các bạn ha. Đó, bạn thấy không, cực kỳ đẹp nha các bạn, rất đẹp các bạn ơi. Đây, đó, dây quấn nè, zin theo xe thì dây quấn thì cầm rất là êm các bạn ha. Đó, Canon đeo các bạn, đây màu vàng các bạn ha, màu vàng màu Lamborghini các bạn. Đây là khung nhôm không mối hàng luôn các bạn ơi, con Canon đeo này cực kỳ đẹp. Khung nhôm càng nè, đó càng này là càng carbon các bạn, càng này là càng carbon ha. Đó, của Canon đeo luôn nha các bạn ha, rất là đẹp các bạn. Càng thắng là Shimano Sora luôn nha các bạn, bạn thấy không, vỏ của em nó là vỏ 723C các bạn ha, 723C nó niền nè, niền nhôm hai lớp xé gió luôn. Nó niền 3 nút R3.0 các bạn ha, cặp niền cực kỳ là cao cấp luôn các bạn. Taminox sơn tĩnh điện màu đen, đùm theo xe luôn ha. Đó các bạn thấy không, con Canon đeo cực kỳ là đẹp nha các bạn. Một chiếc xe thương hiệu của Mỹ nha các bạn, mã là CAT8 các bạn ha. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Yên nè, yên này zin theo xe luôn nha các bạn ha. Yên zin theo xe luôn ha. Đó. Đây. Rất là đẹp các bạn. Màu vàng Lamborghini các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, màu vàng Lamborghini hả, ngàm thắng sau nè cũng Shimano Sora luôn nha các bạn, vỏ sau cũng đồng bộ vỏ trước luôn các bạn, 723C, niền sau cũng là Madut R3.0 luôn nha, niền nhôm hai lớp xé gió luôn các bạn ha. Đó, em đếm clip rồi, 2 4 6 8 9 clip rồi. Bộ Shimano Sora này sử dụng 9 clip các bạn, clip em nó cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi, rất là đẹp. Đây cái sàn clip Shimano Sora này, dây sơn zin theo xe nè, dò dĩa em nó sử dụng dò dĩa Shimano Sora trục rỗng bạc đạn ha các bạn, dò dĩa Shimano Sora trục rỗng bạc đạn, cái sàn dĩa Shimano Sora luôn các bạn ha, rất là đẹp. Tem cảnh báo nè, nó đầy đủ luôn các bạn ha. Cái gọng nước, gọng nước zin theo xe luôn nha. Đó, con Canon đeo cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn, bạn thấy không, màu vàng ha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Con này các bạn chạy ra đường rất là nổi luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đây mặt bên đây ha bạn, bạn thấy không, đây Canon đeo các bạn ha, khung nhôm càng carbon, đây là khung nhôm không mối hàng, và con xe này siêu nhẹ luôn các bạn ha, con xe này sử dụng chất liệu nhôm siêu nhẹ các bạn, rất đẹp các bạn ơi. Nó màu của em nó màu vàng đen các bạn ha. Nó em nếu sử dụng này dò dĩa Shimano Sora trục rỗng bạc đạn ha bạn, sử dụng bạc đạn đây ha. Nó tem của em nó đây, nó tem an ninh, tem đăng kiểm của Nhật đây ha, các bạn thấy không, rất đẹp luôn các bạn. Dò dĩa của em nó nè, nó vuông vứt luôn các bạn ơi, dò dĩa vuông vứt luôn ha. Đó, chân chống nhôm zin theo xe đây các bạn ha. Đó, một chiếc xe rất là đẹp các bạn. Đây, một chiếc xe cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, em quay rất là cận cảnh và chi tiết luôn các bạn. Cốt yên nè, nhôm zin theo xe luôn ha các bạn. Đó, rồi em quay tổng quan cho các bạn xem.
Con xe này đẹp ghê các bạn ơi, con xe này quá đẹp luôn. Đây đó, bạn thấy không, một con Canon đeo, con này nghe đứng 51 ngang 51 luôn nha, mét 6 tới mét 7 các bạn chạy con này các bạn ơi. Đó, tại giờ chiều ngang nó có 51 thôi các bạn ha, mét 6 tới mét 7 các bạn chạy được rồi. Rồi con Canon đeo này để cho các bạn 11.500.000, 11.500.000 giá em bao ship các bạn ơi, giá em bao ship nha. Đó, đi full bộ Shimano Sora trục rỗng bạc đạn các bạn ha. Đó, rất là đẹp các bạn. Khung nhôm càng carbon, khung nhôm siêu nhẹ các bạn. Nhôm này là chắc là sử dụng chất liệu nhôm Alus các bạn. Khung nhôm siêu nhẹ, rất đẹp các bạn. 11.500.000. Đó, còn chết 7.4 GX này 9.6 triệu. Đó, những con xe rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn quan tâm chiếc nào thì alo em 0975158377 nha. Đó cũng là số Zalo em luôn. Đó, đây thì những con ngày hôm qua của em quay nè các bạn. Rồi ba con này đều có khách chốt hết rồi nha các bạn ha. Đó, rồi hôm nay em lên hai con này, các bạn nào chốt xe nào thì cứ alo cho em. Đó, số điện thoại em có để dưới phần tiêu đề luôn các bạn ha. Rồi clip đã dài rồi các bạn ơi. Và em cũng đã quay rất là chi tiết, các bạn nào quan tâm thì alo. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video clip sau. Bye bye.